Tại Việt Nam, chiều ngày hôm qua 31 tháng 3, thì Bộ Y tế đã thông tin trong ngày đã có thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Huế đã được ra viện. Trong khi đó, 2 bệnh nhân rất nặng ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thì đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và cho ra viện ngày hôm qua đều là hai người nước ngoài là bệnh nhân số 49 và 54, nâng tổng số bệnh nhân đã khỏi Covid-19 ở Việt Nam lên 56 trường hợp. Sau khi được xuất viện, hai trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo. Như vậy là đến 17 giờ ngày 31 tháng 3, Việt Nam còn 148 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại 22 cơ sở y tế và đa số trong tình trạng sức khỏe ổn định. Dự kiến trong ngày hôm nay 1 tháng 4 sẽ có thêm hai bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận ra viện là bệnh nhân 61 và bệnh nhân 67. Riêng về diễn tiến sức khỏe bốn bệnh nhân COVID-19 rất nặng điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo thông tin từ tiểu ban điều trị cho biết, đến ngày hôm qua thì các bệnh nhân đều có tiến triển sức khỏe khả quan. Trường hợp nặng nhất là bắt ruột của bệnh nhân số 17 ở Hà Nội. Và đáng chú ý hai trong số bốn bệnh nhân nặng này đã có kết quả xét nghiệm âm tính hai lần với SARS-CoV-2 ngoài ra bốn nhân viên y tế gồm hai bác sĩ của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và hai điều dưỡng bệnh viện bạch mai cũng cho tình trạng sức khỏe ổn định